gần 2 tháng kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát mà chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Mới đây, Kiev được cho là đã bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc phản công, khi tung hàng nghìn binh sĩ được phương Tây đào tạo ra chiến trường. Tình hình chiến sự đang nóng lên mỗi ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy các binh sĩ nước này đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng Staromayorsk ở phía đông nam vùng Donetsk. Ngôi làng nằm ở phía nam của một cụm các khu định cư nhỏ mà Ukraine đã giành lại được từ Nga trong cuộc phản công được triển khai từ đầu tháng 6. Ông Zelensky cũng thừa nhận tiến độ trong cuộc phản công chậm hơn mong muốn, nhưng cho rằng việc giành được ngôi làng ở vùng Donetsk đã cho thấy kết quả khả quan phía trước. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công dồn dập bằng vũ khí tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine, được sử dụng để cất giấu các phương tiện không người lái dưới nước cũng như tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự mà nước này nhận được từ Mỹ và châu Âu. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng. Trước đó, Nga thông báo đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở gần Bakhmut và vùng Zaporizhia. Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công trên trục Donetsk, Liman và Nam Donetsk, nhưng không thành công. Trên trục Zaporizhia, cuộc tấn công với sự tham gia của 3 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn từ các lữ đoàn dự bị của Ukraine đã thất bại. Đối phương chịu tổn thất nặng nề. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đợt phản công này, Ukraine đã sử dụng khoảng 50 phương tiện hạng nặng, nhưng 39 phương tiện trong số đó, gồm 26 xe tăng và 13 xe bọc thép đã bị phá hủy. Nhà lãnh đạo Nga nhận định tổn thất của Kiev cao gấp 10 lần Moscow trong những cuộc giao tranh lớn gần đây. Trong khi xung đột giữa Nga và Ukraine đang leo thang trên chiến trường, thì trên mặt trận ngoại giao, lợi thế đang nghiêng về phía Moscow khi Nga đăng cài hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai tại thành phố Saint Petersburg. Diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 7, đây được coi là sự kiện cấp cao nhất và quy mô lớn nhất trong quan hệ Nga-Châu Phi, với mục đích mang lại tầm cao mới của quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Moscow và lục địa đen. Việc gần 50 phái đoàn, trong đó có 17 phái đoàn do nguyên thủ các nước châu Phi dẫn đầu tham dự hội nghị, là minh chứng cho thấy các nước châu Phi đều đặt kỳ vọng nâng tầm quan hệ với một đối tác quan trọng như Nga. Mối quan hệ đối tác giữa Nga và châu Phi có nguồn gốc sâu xa bền chặt. Liên Xô, quốc gia mà Nga chính thức kế thừa, từng giúp đỡ rất nhiều quốc gia châu Phi ngày nay giành độc lập. Nga cũng là nhà cung cấp lượng lớn vũ khí cho các quốc gia châu Phi, nơi nổi tiếng vì bất ổn, để trở thành đối tác an ninh của nhiều chính phủ. Mối quan hệ Nga-Châu Phi càng được củng cố trong thời gian gần đây khi Nga hỗ trợ cho nhiều nước châu Phi lương thực, phân bón và nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng. Những thỏa thuận mới về thương mại và nông nghiệp đã liên tục được ký kết giữa các nước, khi chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã 3 lần đặt chân đến châu Phi, tổng cộng đi thăm 11 quốc gia và dành ra hàng trăm cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo châu Phi ở khắp nơi trên thế giới. Tần suất gặp gỡ dày đặc phản ánh mối quan tâm rất lớn của Nga đối với lục địa này, trong bối cảnh phương Tây vẫn đang siết chặt các lệnh trừng phạt. Điều đó cũng cho thấy uy tín của Nga ở châu Phi đang gia tăng. Những gì tôi mong đợi từ diễn đàn là Nga sẽ giúp châu Phi có tiếng nói. Bởi vì trong nhiều thập kỷ châu Âu và Mỹ thống trị, các quốc gia châu Phi đã không thể phát triển. Chúng tôi được coi là các nước thuộc thế giới thứ ba, vì vậy chúng tôi muốn Nga và BRICS giúp đỡ châu Phi. Uy tín chính trị hiển nhiên giúp cho hoạt động giao thương của hai bên phát triển. Các nhà xuất khẩu Nga đang tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng thị trường sang châu Phi trong bối cảnh làm ăn với phương Tây bị hạn chế. Châu Phi từ lâu đã trở thành điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc. Dù một số quốc gia trong khu vực còn phải đối mặt với những thách thức kinh tế xã hội và bất ổn chính trị, nhưng với tiềm năng tăng trưởng kinh tế nhanh, nguồn tài nguyên phong phú và thị trường tiêu dùng đang phát triển, châu Phi có tiềm năng trở thành một trung tâm tăng trưởng lớn của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ nhất diễn ra vào năm 2019, kim ngạch thương mại và đầu tư giữa hai bên chỉ tăng trưởng khiêm tốn, duy trì ở mức 18 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh ấy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới sự hợp tác trở lại về kinh tế và chính trị của Nga với lục địa đen. Mục tiêu nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và bình đẳng giữa Nga và các quốc gia châu Phi trên mọi lĩnh vực, trong đó cung cấp ngũ cốc, hợp tác thương mại và hỗ trợ an ninh là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự. Giới quan sát cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần này phản ánh chiến lược xoay trục của Moscow trở lại với châu Phi.
Dù đầu tư chưa nhiều vào châu lục, nhưng Moscow đang muốn tăng cường ảnh hưởng ở đây để tìm kiếm thêm đồng minh, lôi kéo các quốc gia có ảnh hưởng vào quỹ đạo của mình. Châu Phi được cho là khu vực chào đón Nga nhất so với bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Việc phần lớn các quốc gia châu Phi từ chối lên án Nga trên diễn đàn Liên Hợp Quốc theo đề nghị của các nước phương Tây khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ vào năm ngoái là một thắng lợi cho Moscow, giúp Nga phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Trong khi đó, đối với châu Phi, ảnh hưởng của Nga đối với tình hình kinh tế và xã hội ở các quốc gia của châu lục này đã tăng lên cùng với tình trạng tăng giá lương thực, phân bón và năng lượng. Đặc biệt, hội nghị lần này diễn ra sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Hơn ai hết, lãnh đạo các nước châu Phi hiểu rõ tác động của an ninh lương thực đối với ổn định chính trị, nên rất cần phân bón và ngũ cốc Nga. Đáp lại những quan ngại của các nhà lãnh đạo châu Phi, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ thay thế ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sang châu Phi. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cung cấp thực phẩm liên tục cho các nước châu Phi. Đó là điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội và để duy trì sự ổn định chính trị. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đặc biệt đến việc cung cấp lúa mì, lúa mạch, ngô và các loại ngũ cốc khác cho những người bạn châu Phi, bao gồm cả việc cung cấp dưới dạng viện trợ nhân đạo. Tổng thống Nga cũng khẳng định Moscow sẵn sàng dành tặng hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho 6 nước nghèo nhất châu lục, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo giới phân tích, mối quan tâm đến châu Phi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Nga. Thông qua bước đi ngoại giao ngũ cốc, Nga đang củng cố uy tín của mình trên lục địa này. Một vấn đề khác cũng được các nước châu Phi quan tâm là tương lai của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Sau cuộc nổi dậy ngắn ngủi bất thành của Wagner, mặc dù các nhà chức trách Nga từng khẳng định công việc của Wagner ở châu Phi sẽ tiếp tục, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nước châu Phi vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận an ninh với Nga, không bao gồm các nhà thầu quân sự tư nhân. Mali đã cử một phái đoàn tới 80 người đến Saint Petersburg nhằm tìm kiếm các khoản đầu tư để đối phó với các lệnh trừng phạt. Chính phủ Mali cũng muốn nâng cấp thỏa thuận đã ký với Wagner thành một thỏa thuận trực tiếp với chính phủ Nga như Cộng hòa Trung Phi đã đạt được, nhằm đảm bảo rằng sẽ tiếp tục nhận được vũ khí hạng nặng từ Nga. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi cũng chứng kiến những nỗ lực mới của các nhà lãnh đạo châu Phi nhằm đứng ra làm trung gian tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine sau khi đưa ra sáng kiến hòa bình châu Phi gồm 10 điểm hồi tháng 6. Từ những gì thấy được trong những ngày gần đây thì tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi có cơ hội gặp lại Tổng thống Putin để cố gắng thảo luận và xem làm thế nào để tái khởi động hệ thống nhằm đạt được kết quả cụ thể. Theo ông Yuri Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, tại hội nghị, Nga sẽ công bố sáng kiến nhằm giúp châu Phi phát triển có chủ quyền, bao gồm tiếp cận lương thực, phân bón, công nghệ hiện đại và năng lượng. Hai bên cũng ra tuyên bố chính trị chung, kế hoạch hành động chung cho giai đoạn 2023-2026 và ba thỏa thuận ngành về chống khủng bố, không triển khai vũ khí trong không gian và an ninh thông tin quốc tế. Tại Nam Bán Cầu, ảnh hưởng của Moscow là đáng kể. Không chỉ có Wagner đóng vai trò nhà cung cấp các dịch vụ an ninh cho các chính phủ châu Phi, Nga cũng thường xuyên hỗ trợ bán rẻ hoặc cho không nhiều chuyến hàng lương thực và vật tư nông nghiệp khác. Chính vì lẽ đó, hình ảnh của Nga tại đây khác xa so với ở châu Âu, tới mức Bộ trưởng Nông nghiệp Malawi từng nói rằng một người bạn thực sự sẽ đến giúp đỡ khi bạn cần họ nhất, và nước Nga vừa chứng minh điều đó với chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai cũng là minh chứng cho thấy Nga không bị cô lập về chính trị trên thế giới. Nga vẫn có đối tác và đồng minh, vẫn có thị trường và khách hàng xuất nhập khẩu. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp kinh tế Nga bình an vượt qua bão trừng phạt, tăng trưởng bất chấp hơn 13.000 đòn từ phương Tây. Trong cuộc họp với chính phủ về các vấn đề kinh tế ngày 25 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nếu năm 2022 GDP của Nga suy giảm 2,1%, thì từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023 đã tăng 0,6% và tốc độ tăng dần từ tháng này sang tháng khác, đạt 5,4% trong tháng 5 2023. Trên cơ sở đó, nhà lãnh đạo này kỳ vọng GDP cả năm 2023 của Nga sẽ tăng trưởng hơn 2%. Trước đó, tại một cuộc họp hôm 5 tháng 7, ông Putin cũng nhận định nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn dự kiến, bất chấp các đòn trừng phạt. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã tung ra hàng nghìn biện pháp trừng phạt chống Nga. Thế nhưng, hiệu quả của chúng tới đâu vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tờ Thời báo Phố Quân của Mỹ mới đây đưa tin,
Nga đã có chiến thắng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu trong những ngày gần đây, khi giá dầu thô của nước này được giao dịch trên mức giá trần của phương Tây. Đây là lần đầu tiên giá dầu Uran hàng đầu của Nga vượt qua giới hạn giá 60 đô la Mỹ một thùng kể từ khi Mỹ và các đồng minh đưa ra chính sách trừng phạt mới vào tháng 12 năm ngoái. Đó là một dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đã thành công, ít nhất là một phần, trong việc đối phó với các lệnh trừng phạt. Số liệu thống kê cũng cho thấy Nga vẫn nằm trong số 10 đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu-EU trong 3 tháng đầu năm 2023. Không những vậy, các biện pháp trừng phạt Nga còn cho thấy sự chia rẽ giữa các nước phương Tây. Trong đó, lệnh trừng phạt đối với kim cương Nga vẫn còn là một vấn đề khó giải quyết, khi Bỉ, một quốc gia buôn bán kim cương lớn, kiên quyết không ủng hộ các nỗ lực của EU nhằm thúc đẩy thêm các biện pháp trừng phạt chống Nga. Nhà chức trách Bỉ tin rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với kim cương Nga sẽ gây thiệt hại hàng triệu đô la đối với ngành công nghiệp kim cương của nước này, đồng thời khiến 10.000 cơ hội việc làm gặp rủi ro. Với việc buôn bán kim cương chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu, chính phủ Bỉ dường như không dễ dàng nhượng bộ trong vấn đề này. Thành phố Antwerp phía bắc nước Bỉ được mệnh danh là thủ đô kim cương của thế giới, chịu trách nhiệm xử lý hơn 80% tổng số kim cương thô. Phó thị trưởng thành phố cho biết, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào như vậy sẽ chỉ gây hại cho thành phố, vì xuất xứ của những viên ngọc quý có thể bị thay đổi một cách hiệu quả khi chúng được chuyển giao và xử lý ở một quốc gia khác, trừ khi một lệnh cấm toàn cầu được thực thi đầy đủ. Việc trừng phạt kim cương Nga cần phải ở quy mô toàn cầu. Nếu không, thay vì làm tổn thương Nga, chúng tôi mới là nạn nhân. Vì vậy, chúng tôi nhất quyết phản đối lệnh trừng phạt đó. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây từng được kỳ vọng có thể làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, chúng đã không đem lại hiệu quả như phương Tây hy vọng. Vẫn luôn có những quốc gia, bao gồm cả những đồng minh và đối tác của NATO và Mỹ, sẵn sàng xích lại gần Nga, lấp đầy khoảng trống mà phương Tây để lại. Những gì diễn ra sau hơn một năm xung đột tại Ukraine đã cho thấy cô lập Nga không phải là việc dễ dàng. Bản tin Nhìn ra Thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.